Ok, xin chào mọi người, mình là ProReviewVN. Và hôm nay, đây là một cách mà để mình chúc mừng năm mới và bỏ đi những hối hận và những cái điều không hay của năm cũ. Đây, đây có kỷ lịch năm cũ ở đây, cùng con dao. Đây là lưu ý mọi người nhé, đây là chỉ có mình làm thôi. Mình kiểu trẻ sâu và nguy hiểm mới làm. Nhưng mà là mọi người không nên làm đâu. Rồi, đây là con dao thật nha. Là trước này là con dao thật, mình sẽ làm thật luôn. Mình sẽ hôm nay mình sẽ phá cửa bịch này. Chứng minh luôn dao thật. Đấy, đúng rồi. Rồi, giờ thì cùng bắt tay vào việc chính. Rồi, xin chào mọi người, mình đã quay trở lại và đây, mình đã có quyển lịch 2016 ở đây. Mình khuyến cáo các bạn là không nên làm này nhá. Và quá trình đầu tiên là mình sẽ tiến hành xé nát khuôn mặt của cái quyển lịch này. Chả nát luôn rồi đấy. Thôi không bán nát rồi. Nói chung là rất thương tiếc cho cái này. Nhưng mà không là làm gì hơn. Nó bắt buộc phải bị giết. Vì năm mới, vì một thế giới tốt đẹp, vì bỏ đi sự hận thù và những quá khứ không tốt đẹp của năm cũ. Rồi, tiếp đến. Hãy cùng cắt qua này. Đây chính là nghi lễ để celebrate năm mới, nghĩa là chúc mừng năm mới. Ủa, không cắt được quá cứng. Kể mình sẽ khắc một dòng chữ lên đây. Kìa. Hơi khó như thế luôn à. Thực chất mình đã khắc cái dòng I hate you. Rồi, giờ thì tiếp tục xé tháng 1 này. Tháng 1 đã chết. Tháng 2 đã chết. Tháng 3 đã chết. Tháng 4 đã chết. Tháng 5 và tháng 6 mình không dám nhắc đến tại 5 và 6 là những kỷ niệm đẹp đẽ, không nên giữ lại. Còn những kỷ niệm xấu xa thế. Tháng 7 lên giữa. Tháng 8 chết. 9 chết. 10 chết. 1 chết. 2 chết. Chết của quần lịch. Giấy trắng cũng chết hết. Rồi mọi người ạ, đây là sản phẩm cuối cùng. Đây là cách celebrate năm mới. Và mong mọi người tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ này, xem cho đã đời để tận hưởng cùng một năm mới. Happy New Year everyone. Peace out.